thứ nhất đó là
mình có sức khỏe nè, này thứ hai là mình không bị áp lực nè, đi làm mình thấy thoải mái, mình không có đi sáng sớm mà có tôi giết về, cách làm khỏe mà đi nhiều mệt nữa nha. Cái thứ ba nữa là đáng ý cho cha mẹ được không, gửi sản phẩm cho cha mẹ uống. Từ cha mẹ ba bữa nay 76 tuổi, hồi lúc đó ba rất là yếu mà đi không nổ luôn, ba nói cũng không nổ luôn mà còn sát sắt luôn, nhưng ba dùng, ba nói là ba chỉ cần ngủ được thôi, ba không cần khỏe. Thì khi ba uống được lon thứ hai rồi ba ngủ được, ba mừng lắm. Thì ba dùng bữa nay là tới lon thứ tư thứ năm rồi, ba đi làm cảm mang người được không biết mệt. Thì cái sản phẩm của mình nó tự nói lên cho mình, cũng nó chia sẻ cho ai hết. Thì lúc đó mấy đứa em ở trên đó nó thấy vậy, nó biết nó dân cạo bổ cao su mà nó thấy vậy, nó mua về uống, nó mua về uống mà nó khỏe, nó thấy nó khỏe, nó không còn đau nhức trong người. Mày lấy người ta tới đó người ta mua đó, mình không có hết đó, chỉ gọi sữa về thôi. Nên là mình đặt cho cái sản phẩm này là nó biết nói. Từ đó mình thấy là nó đặt sản phẩm đi đâu nó chia sẻ người mình chỉ cần tâm lòng thật, mình chia sẻ thật, nó sẽ đến với mình. Không để mất thời gian thì phải nhờ thì mình chia sẻ cái thông tin cho nó sẵn.